Tập 3. Chỗ này đúng là có chút kỳ lạ. Đây đội cảnh sát mà đến một trạm gác cũng không có. Chú ơi, chú ơi. Khổng Cương, cháu xem, theo như chú tính thì cháu phải tới từ 2 ngày trước mới phải. Sao giờ cháu mới tới thế? Chú đừng nhắc nữa, cháu bị người ta bắt cóc đấy. Mai nhờ hai vị đây đã cứu cháu. Cháu bị người ta bắt cóc. Thật chẳng có làm sao. Đại đã làm. Cháu nghe nói là tên hầu gì đó trên núi Hoàng Hoa đã làm. Chú phải báo thù cho cháu đi đấy. Núi Hoàng Hoa. Vào trong nghỉ ngơi trước đi. Nào hai vị, vào trong nghỉ ngơi đi. Hai vị, nào, mời vào. Dọn dẹp hết đi. Nhanh lên, giải tán hết cả. Nhanh lên, đi. Đừng lấy nữa, đi. Hai vị, nào. Mời ngồi. Hai vị, rất cảm ơn hai vị. Hôm nay đã cứu cháu tôi một mạng. Nếu như có gì cần đến Khổng Mổ tôi, hai người cứ nói. Chỉ cần tôi có thể làm được thôi. Chú, hai vị đại ca đây lợi hại lắm. Dèo một cái thôi đã đánh cho bọn thổ phỉ chạy tán loạn cả rồi. Hai vị quả là anh hùng. Cháu không bị thương đấy chứ? Có chứ. Tay cháu giờ không cử động được đây này. Đưa chú xem nào. Chỗ chú có thuốc không? Không được. Cháu phải đi khám bác sĩ đi. Cháu không đi đâu. Sao có thể không đi được? Cháu bị thương rồi. Chú nói cháu nghe, bác sĩ ở chỗ chúng ta y thuật cao minh lắm. Cô ấy là người Nhật đấy. Có vậy cháu cũng không đi. Cháu không muốn khám bác sĩ. Khám đi. Mà đi theo chú. Đi theo chú. Khổng Cương, nghe lời chú cậu mà đi. Chúng tôi sẽ đi chung với cậu. Tới rồi. Bác sĩ Tiểu Lan mà chúng ta cần tìm đang ở đây. Đi nào. Bác gái, đây là của một bệnh nhân tặng cho tôi. Bác cầm về ăn đi. Bác sĩ Tiểu Lan, như vậy sao mà được? Cô khám bệnh cho tôi đã không lấy tiền rồi. Làm vậy tôi sẽ ngại lắm. Không sao đâu. Hai cô gái chúng tôi cũng không ăn hết nhiều thịt như vậy. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô đúng là Quan Thế Âm Bồ Tát tái thế. Vậy bác đi thông thả nhé. Cô gái này nhìn có vẻ không giống như là cùng một bọn với Ryuichi Ukiya đó. Ra ngoài xem thử đi. Anh à, anh có chuyện gì sao? Đây là cháu tôi. Cô xem, nó bị thương rồi. Bác sĩ Tiểu Lam, cô khám cho nó đi. Được, là ai đánh anh bị thương thế? Tối nay, tôi sẽ mời hai người tới đội cảnh sát chúng tôi ăn cơm. Chúng ta sẽ ăn thịt ngựa. Thịt ngựa, phải. Chính là ba con ngựa mà mọi người cởi về đây đấy. Chú sao có thể giết ngựa được chứ? Đó là ngựa của Trinh Quảng. Để lại sẽ là mối họa. Ăn sớm đi cho xong chuyện. Đội trưởng Khổng, bác sĩ Tiểu Lan này có lai lịch thế nào vậy? Cô ấy là người của hội chữ thập đỏ. Tới trấn này cũng 5-6 năm rồi. Hành y khám bệnh tốt lắm. Có tiền thì nhận tiền. Người nghèo tới khám cô ấy đều không lấy một xu. Vậy nên người dân trong trấn đều rất thích bọn họ. Trấn Thanh Phù này có nhiều người Nhật lắm sao? Lấy đâu ra nhiều người Nhật? Không có đâu. Chỉ có hai người thôi. Người từ bên ngoài tới cũng chỉ có ba người các cậu. Trấn Thanh Phù này không phải ai muốn tới đều có thể tới đâu. Chúng tôi muốn ở lại đây đêm nay. Có được không? Được chứ. Trấn này chỉ có một quán trọ này thôi.
Ryuichi Uchiha này đến đây thì mất tâm mất tích. Đúng là kỳ lạ. Ngày mai lên trấn tìm việc làm đi. Tìm việc làm? Không tìm Ryuichi nữa? Cứ để đó đã. Từ từ rồi tìm. Anh chắc chắn Ryuichi Uchiha đang trốn ở đây sao? Cậu có còn nhớ lúc ở rừng cây không? Nhiều người tới cứu hắn ta như vậy. Trăm dặm quanh đây chỉ có một thị trấn thế này. Tôi dám chắc Ryuichi Uchiha đó và đồng bọn của hắn ta nhất định sẽ ở đây. Ai đó? Tôi tới đưa nước. Mời vào. Tôi tới đưa nước cho các anh. Ở đây thời tiết khô lắm, để lại đêm mà uống đi. Cảm ơn ân cứu mạng của cô. Hai người đúng là to gan, còn dám quay lại trấn Thanh Phù nữa. Nửa đêm canh ba, cô ở đây làm gì? Tôi đi đưa nước thôi. Đưa nước? Phòng của đàn ông, tới lượt cô đưa nước sao? Theo tôi về phòng. Đi thôi. Được rồi, đi mau. Đi. Anh rể, đôi mắt của cô gái đó rất to, nhìn không giống người bản địa. Chúng ta nên đưa cô ấy tới Thượng Hải đi. Hồng Thái mới đến hôm nay đó. Là người mà chị nói sao? Không sai. Người này không dễ đối phó. Lúc em còn ở Thượng Hải, đã chính mắt chứng kiến đấy. Người này ra tay tàn độc. Năm đó quản gia Tô Đức đã phái hai người truy sát anh ta, cũng đều thất bại cả. Người này lợi hại như vậy, chị thấy hành động của chúng ta sau này phải cẩn thận đấy. Chi bằng chúng ta để Tống Cửu Sản phái hai người tới, lấy mạng bọn họ luôn đi. Vô duyên vô cớ lại bảo Tống Cửu Sản đi giết người, đối với chúng ta mà nói rất nguy hiểm. Hiện giờ Ryuichi Uchiha đã là một cái xác rồi. Hồng Thái muốn điều tra cũng chết không đối chứng. Hơn nữa, hai người ngoại như họ muốn sống sót ở Mạc Bắc gần như là chuyện không thể. Nhưng em vẫn sợ bọn họ sẽ điều tra ra gì đó. Em vẫn luôn cảm thấy hai anh em nhà họ Hầu trên núi Hoàng Hoa vẫn luôn không hài lòng với cái giá mà chúng ta đưa cho họ. Bọn họ chưa chắc sẽ giữ bí mật giúp chúng ta đâu. Chuyện này chị đã nghĩ tới rồi. Chủ yếu là Hầu Cát Tường đó, chỉ cần giải quyết được hắn ta, mọi chuyện còn lại đều không thành vấn đề. Kamiko, phụ nữ chúng ta từ nhỏ đã học cấm hoa và trà đạo. Nếu không phải gặp thời buổi loạn lạc, nói không chừng sớm đã lấy được một người đàn ông tốt rồi. Như vậy thật tốt biết bao. Chị à, hôm nay chị làm sao vậy? Cũng không có gì. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Sáng sớm ngày mai chị còn phải lên núi Hoàng Hoa đàm phán. Thằng hai, anh em chúng ta cũng khá may mắn đấy. Muốn gì ông trời liền ban cho chúng ta thứ đó. Mày nói xem, ả đàn bà Nhật Bản keo kiệt đó
cầm vài đồng bạc, muốn đổi lấy các khoáng của anh em ta. Khác nào gội đầu bằng nước mài dao, trên đầu toàn nghĩ sắt chứ. Anh cả, người Nhật đều gian manh vậy đấy. Vụ làm ăn đến anh còn thấy lỗ, bọn họ sẽ làm sao chứ? Chút tâm tư đó của mày anh cũng hiểu. Mày muốn ra giá thêm với cô ả người Nhật đó chứ gì? Đủ rồi đấy. Số các khoáng mới đào lên của chúng ta thôi đã bán được giá ngàn vàng vậy rồi. Sao nào, mày vẫn chê tiền chưa đủ sao? Anh cả, phụ nữ Nhật Bản muốn chúng ta nhường các khoáng cho họ, còn bảo chúng ta nhất định phải giữ bí mật. Trong chuyện này nhất định là có vấn đề. Chúng ta nên thừa cơ kiếm của họ một vố. Đằng nào cũng là tiền của người Nhật, không kiếm cũng uổng. Cũng xem như chúng ta chút cục tức giúp cho người dân ba tỉnh Đông Bắc đi. Tao mặc kệ ba tỉnh phía Đông, ba tỉnh phía Tây gì đó. Ai trả tiền tao thì tao làm việc cho người đó. Chuyện này, anh cả, anh phải nghe em. Để em nói chuyện với ả đàn bà Nhật Bản đó, bảo đảm sẽ kiếm giác được thêm. Đại gia, nhị gia, Cảnh Lưu Tử về rồi. Bảo cậu ta vào đây đi. Dạ, mời vào. Đường gia, Cảnh Lưu Tử, sao mày lại thành ra thế này rồi? Ba anh em mà mày dẫn theo đâu? Đại gia, chúng tôi gặp bão cát ở trên sa mạc, bị lạc đường, chỉ có mình tôi về được tới đây thôi. Đồ vô dụng, bảo chúng mày đi bắt một con heo thôi cũng không làm được nữa. Vậy ta còn cần mày đi theo tao làm gì nữa hả? Đưa cậu ta xuống đi đầu vàng đi. Đại gia, đại gia, anh niệm tình bình thường, tôi một lòng trung thành với anh, mà tha cho tôi đi. Đã hai ngày tôi không ăn gì rồi. Tôi đã giác súng của bọn họ về cho anh rồi này. Được rồi anh cả, tha cho cậu ta đi. Chuyện này cũng không thể trách cậu ta được. Cảnh Lưu Tử, nếu cậu còn phạm sai lầm lần nào nữa, tôi sẽ chém chết cậu đấy. Đa tạ đại đương gia, đa tạ nhị đương gia. Mau lùi xuống đi. Được rồi anh cả, anh đừng giận nữa. Trời giáng tai họa, mấy chuyện này chúng ta cũng hết cách. Em mặc kệ, ai dám ức hiếp chồng em, em sẽ liều mạng với người đó. Đây không phải là tiền sao? Cô còn dám lừa tôi nữa à? Đây là tiền vốn của tiệm chúng ta đấy. Anh không thể lấy hết đi như vậy được. Số tiền này là của tôi. Bảo cô trong tiệm, cô chỉ toàn quyến rũ đàn ông thôi. Để tiền vốn cho cô, sớm muộn gì cũng đi hết cả thôi. Anh đứng lại đó cho tôi. Trả lại cho tôi ngay. Buông tôi ra, anh đi đâu vậy? Trả tiền lại cho tôi. Anh đứng lại đó, đưa cho tôi. Nhị Bảo, có chuyện gì tới chỗ dạy đỏ nhỏ tìm tôi?
Ông chủ La, nửa đêm rồi còn đi đâu thế? Tìm người tình cho thoải mái một chút. Ông bỏ cô vợ xinh đẹp như vậy ở nhà, còn ra ngoài chơi bời sao? Ả đàn bà thối tha đó, từ sáng đến tối chỉ biết làm mặt quỷ, ai gặp cũng phải mất hứng. Lão La, ông không cần thì nhường cho anh em chúng tôi đi, đừng để lãng phí. Nếu các cậu có thể trị được cô ta thì tùy các cậu đấy. Lão nói đấy nhé, đến lúc đó ông đừng có hối hận. Không nói với các cậu nữa, tôi phải ra ngoài đây. Buông tôi ra. Tới đây đi. Anh muốn làm gì? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Tới đây đi. Người đâu? Người đâu? Các anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Đại gia đừng đánh nữa, chúng tôi sẽ đi ngay. Cút đi. Cảm ơn anh. Làm việc đi, đừng có lười biếng. Nhanh lên, đừng có lề mề. Mau làm việc đi. Mấy người các anh, nhanh lên. Nhanh lên, tôi nói anh đấy. Nhanh lên, đừng lề mề nữa. Mấy người các anh cũng nhanh lên. Anh đấy, đừng có lười biếng. Bác sĩ Tiểu Lan, cô ngồi đi. Bác sĩ Tiểu Lan, vậy còn sớm hơn cả gà nữa. Tôi tới đây không tiện cho lắm, vậy nên phải nhân lúc buổi sáng khi không có ai. Bác sĩ Tiểu Lan, mới sáng sớm cô lại đi đường xa như vậy, vất vả cho cô quá rồi. Để chúng tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô nhé. Bữa sáng thì thôi đi. Tôi muốn các anh nhanh chóng chuẩn bị lô sản phẩm mẫu cát đỏ đầu tiên cho tôi. Vậy cô định lấy bao nhiêu? Mỗi lô 2.000 ký, tổng cộng cần 5 lô sản phẩm mẫu. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, sau này các anh có bao nhiêu tôi sẽ lấy bấy nhiêu. Con số này không thành vấn đề. Nhưng mà còn giá cả, chúng ta thật sự không thể làm theo lần đàm phán trước được. Anh nói vậy là có ý gì? Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Bác sĩ Tiểu Lan,
Chúng tôi đã bàn bạc lại rồi. Trước mắt ba tỉnh phía đông đều bị người Nhật chiếm cả rồi. Chúng tôi hợp tác với cô phải mạo hiểm tới mức nào chứ? Vậy nên giá tiền ít nhất cũng phải nâng lên một chút. Anh muốn nâng thế nào? Cũng không nhiều, gấp đôi thôi. Chuyện này tôi không tự quyết định được. Tôi phải về bàn lại với ông chủ của mình cái đã. Cô cứ về bàn đi. Chỉ cần chúng ta thống nhất được giá, tôi và anh cả có thể chuẩn bị hàng cho cô bất cứ lúc nào. Được, vậy tôi xin phép về trước. Cảnh Lưu Tử, tiễn khách. Thằng hai, mày cũng tham lam quá rồi đấy. Đòi nhiều quá rồi. Mày không thấy cô ả người Nhật đó thật sự nổi giận rồi sao? Mày đừng có làm hỏng vụ làm ăn này của tao đấy. Anh cả, anh cứ nghe em đi. Thứ cát khoán mà cô ả người Nhật đó cần chỉ có chúng ta mới có thôi. Vụ này chúng ta ăn chắc. Tao chỉ sợ miếng thịt sắp vào miệng lại bay mất thôi. Anh rể, hôm nay chúng ta làm gì thế? Tìm người. Tôn Nghĩa, chỗ này không giống như Thượng Hải, ít người lạ, dễ lộ lắm, phải cẩn thận mới được đấy. Anh yên tâm, tôi từng làm tuần bộ mà, bảo đảm sẽ nghe ngóng đâu ra đó cả. Nếu có ai hỏi, cứ nói là chúng ta đi tìm việc. Tôi hiểu rồi, tôi đi đây. Cầm thêm bánh bao mà ăn. Dám trộm đồ của tôi sao? Cậu chán sống rồi à? Muốn chơi với tôi ư? Đánh đi, chạy mau. Tôi đánh. Từng gặp nhau rồi phải không? Bị đánh tới ngốc rồi đấy à? Tôi ở đó nói linh tinh thôi. Anh là người nơi khác đến à? Gặp trong mơ sao? Không thể nào. Là ai đã đánh anh thành ra thế này? Đánh tôi ư? Tôi đang bắt trộm mà. Gì cơ? Bắt trộm?
đúng là một tên ngốc. Sao thế? Chuyện bắt trộm buồn cười tới vậy à? Anh có biết đây là đâu không? Trấn Thanh Phù đấy. Chỉ một mình anh mà còn dám đánh trộm nữa. Vậy anh không phải kẻ ngốc thì là gì nào? Một mình tôi thì sao? Một mình tôi chẳng qua là do cô tới thôi. Chứ nếu không tôi đã xử lý gọn bọn chúng rồi. Được rồi, đừng chém gió nữa. Hôm nay gặp được tôi là do phong thủy mộ tổ nhanh tốt đấy. Nói đi, bị mất cái gì? Để tôi đi lấy lại giúp anh. Không cần đâu. Tại sao? Không phải anh bị cướp à? Tôi giúp anh lấy lại đồ, anh còn không vui nữa sao? Phong thủy mộ tổ nhà tôi đúng là tốt số thật. Tôi lại quen biết một người bạn ở đây, là cảnh sát. Cảnh sát? Phong thủy mộ tổ nhà anh đúng là tốt số thật. Vậy thì đi tìm người bạn cảnh sát của anh đi. Làm gì vậy? Tôi là Tôn Nghĩa. Cô tên là gì? Buông ra. Đồ ngốc. Khi nào không có cơm ăn thì tới nhà họ Tống nhé. Cứ nói là tìm Tống Hương Lệ. Anh ra ngoài sao? Đêm qua cảm ơn anh nhé. Không, nói tới cảm ơn là tôi phải cảm ơn ơn cứu mạng của cô mới phải. Tôi vừa mới tới đây muốn tìm việc làm. Anh muốn ở lại thật sao? Phải. Trấn Thanh Phù không cho người ngoài ở lại. Anh muốn sống thì mau đi đi. Tại sao? Anh thử ra ngoài mà xem, rồi sẽ biết tại sao ngay thôi. Ông chủ, chào ông. Cho hỏi chỗ ông có tuyển người không? Chỗ chúng tôi không tuyển người. Được rồi, cậu đi đi. Cảm ơn. Được rồi, đi thông thả nhé. Bán vò đây, bán vò đây. Cậu mua vò sao? Vò này tốt lắm. Tốt thật đấy. Ông chủ, chỗ anh có tuyển người không? Tuyển người? Chỉ cần bao ăn bao ở là được rồi. Trả lương sao cũng được. Chỗ chúng tôi trước giờ không tuyển người ngoại địa. Anh mau đi đi, tôi còn phải bán nữa. Tiên sinh, anh có chuyện gì sao? Bác sĩ Tiểu Lan, cô đây là... Tôi vừa ra ngoài khám bệnh về. Anh đến đây sớm như vậy có chuyện gì sao? Tôi muốn tìm việc làm, cũng phải kiếm cơm ăn chứ. Ở thị trấn này quả là khó tìm việc. Phải. Người ở đây hình như không thích cách ăn mặc này của tôi cho lắm. Vậy thì không phải. Người ở đây
không thích thuê người từ bên ngoài tới. Phải, điều này tôi cũng đã chứng thực rồi. Tôi thực sự rất bái phục bác sĩ Tiểu Lan, có bản lĩnh như vậy, có thể mở một cửa tiệm thuộc về mình ở đây như thế. Để anh chê cười rồi, một cô gái yếu đuối như tôi thì có bản lĩnh gì chứ? Nói ra không sợ anh chê cười chứ. Số thuốc mà phòng khám của tôi đem tặng còn nhiều hơn số tiền kiếm được nữa đấy. Vậy cô sống bằng cái gì vậy? Phòng khám này được Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế tài trợ. Tôi chỉ là giúp bọn họ chăm sóc chỗ này mà thôi. Một người phụ nữ ở lại đất khách quê người, lại ở một nơi gian khổ như vậy, thật chẳng dễ dàng gì. Năm đó tôi đào hôn tới Mỹ. Sau khi gia nhập Hội Chữ Thập Đỏ xong mới đến nơi này. Nơi này rất tốt, so với Mỹ thì nó giống quê hương của tôi hơn. Vậy sao cô không về Nhật Bản đi? Anh không hiểu Nhật Bản đấy thôi. Ở Nhật Bản, phụ nữ chẳng có địa vị gì cả. Một cô gái đào hôn tới đây như tôi, e là không về được nữa rồi. Tôi hiểu rồi. Hồng tiên sinh, có nhiều bệnh nhân đang đợi tôi lắm, vậy xin phép thất lễ một chút. Được, cô làm việc đi. Khổng Khương, chú nói cháu nghe. Cháu phải nhớ kỹ, ở trấn Thanh Phù này tuyệt đối đừng lo chuyện bao đồng, nhất là nhà họ Tống và người của núi Hoàng Hoa, tuyệt đối đừng dây vào. Chú, vậy nếu bắt gặp người của Mãnh Hổ Đan Tân thì sao? Vậy thì càng phải biết giữ mạng đi. Chạy được bao xa thì cố mà chạy. Chú, chúng ta không phải là cảnh sát sao? Tại sao còn phải trốn cả thổ phỉ nữa vậy? Cháu tưởng mình mặc bộ đồ màu đen này thì có thêm một cái đầu sao chứ? Chú nói cháu nghe, không đủ cho họ bắn đâu. Mãnh Hổ Đan Tân là người thế nào chứ? Ai nấy đều mặc áo choàng, mặt xanh nanh vàng, ai nấy đều y như ma quỷ ấy. Chú gặp rồi sao? Khổng Cương, anh Nghĩa, lũ trộm ở chỗ các cậu, trộm tiền của tôi, còn đánh tôi nữa. Nào, bắt bọn họ lại cho tôi đi. Tôn tiên sinh, nơi nào cũng có quy tắc của nơi đó. Ở chỗ chúng tôi, cảnh sát không bắt trộm đâu. Cái gì? Tôi chẳng hiểu gì cả. Cảnh sát các ông không bắt trộm thì làm gì chứ? Có nhiều chuyện để làm lắm. Ví dụ như kiểm tra vệ sinh, dục người dân nộp thuế, tóm lại là mấy chuyện trị an chúng tôi không can thiệp. Anh Nghĩa, được rồi, cậu ấy vừa mới tới đây, thời gian lâu dần, làm quen là được thôi, đừng có đuổi theo. Hay lắm. Đứng yên, tất cả đứng yên. Ai nhúc nhích là tôi đâm người đó đấy. Hay lắm, hay lắm. Tiểu thư, mới đó đã biết đi xe đạp rồi sao? Nhìn này, cái xe này của tôi thế nào? Tốt lắm, rất hiện đại phải không? Rất hiện đại. Đi xe đạp vui hơn cưỡi ngựa nhiều. Tô Đức, cha tôi đâu? Nhanh lên, mau gọi cha tôi ra xem đi. Bác sĩ Tiểu Lan đang khám bệnh cho cha cô. Cha tôi bị làm sao? Sao lại bệnh rồi? Không có chuyện gì đâu, chỉ là cảm lạnh thôi. Để tôi đi xem nào. Đại tiểu thư, cha cô nói không ai được làm phiền ông ấy. Cô cứ đi xe đạp tiếp đi. Nhất định là hồ ly tinh đó giở trò rồi. Có bệnh cũng đáng đời. Cầm lấy. Bác sĩ Tiểu Lan, cô yên tâm đi. Chỗ tôi đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Chỉ cần phía cô chuẩn bị hàng xong, tôi sẽ cho Tô Đức đích thân theo hộ tống. Hơn 30 năm rồi, Tô Đức chưa từng làm hỏng một chuyện nào. Tống tiên sinh, làm ông lo lắng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ mãi cũng không hiểu. Cô nói xem, cô ngàn dặm đường xa chạy tới đây, vận chuyển các khoáng làm gì vậy?
mua vàng của anh em nhà họ Hầu, lời biết bao. Họ dùng nô công, vậy nên giá vốn rất thấp. Tống tiên sinh, chúng ta đã bàn xong hết cả rồi, ông chỉ cần vận chuyển hàng giúp tôi thôi. Vậy nên mấy chuyện không nên hỏi thì tốt nhất đừng hỏi. Được, cô yên tâm đi, tôi không hỏi nữa đâu. Niệm tình 20 thùng đạn đó của cô, tôi sẽ không hỏi gì nữa hết. Nhưng mà bác sĩ Tiểu Lan, có chuyện này tôi vẫn muốn nói thêm với cô. Chuyện gì? Tôi nghe Tô Đức nói, lúc nhận vũ khí có vài người muốn đánh cướp. Tiểu thư Kamiko nói nhất định phải tiêu diệt bọn họ. Tô Đức đã phái hai tên thuộc hạ đi đuổi theo. Hai tên thuộc hạ đó đến giờ vẫn chưa trở về. Tôi đoán e là lành ít dữ nhiều rồi. Tống lão gia, ông có gì cứ nói thẳng. Hai tên thuộc hạ đó của tôi cũng không thể chết oan như vậy được. Thế này đi, vừa hay tôi cũng có một chuyện cần Tống lão gia giúp đỡ, cộng thêm hai thuộc hạ đã hy sinh của ông nữa, tôi sẽ ra giá, ông xem thế nào nhé. Cũng còn phải xem cô ra giá thế nào. Hai khẩu súng máy của Tiệp Khắc, cộng thêm 5 thùng đạn. Cô cần tôi làm gì? Tôi muốn nhờ Tống lão gia nghĩ cách lấy mạng Hầu Cát Tường giúp tôi. Cái gì? Giết Hầu Cát Tường? Tại sao? Vẫn là câu đó, chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi. Tống lão gia, ông không giữ ý với số vũ khí này sao? Bác sĩ Tiểu Lan, tôi nói thật với cô, hai khẩu súng máy đó tôi thực sự rất muốn có nó. Nhưng mà chuyện giết Hầu Cát Tường này thực sự không phải chuyện đùa đâu. Ở Mạc Bắc còn chuyện gì mà nhà họ Tống phải sợ nữa sao? Bác sĩ Tiểu Lan, không lo việc nhà thì sao biết gạo muối đắt cỡ nào? Ở Mạc Bắc này không chỉ có nhà họ Tống chúng tôi không đâu. Núi Hoàng Hoa và phía Mảnh Hổ Đan Tân đều ngang hàng với nhà họ Tống chúng tôi cả đấy. Chuyện này tôi đã nghe nói từ lâu, vậy nên ba nhà các ông mới hợp thành Tam Hùng Mạc Bắc. Bí mật của việc thiên hạ Thái Bình đều nằm ở ba chữ này cả đấy. Nếu hai trong số ba nhà chúng tôi giao chiến, nhất định sẽ bị nhà thứ ba nuốt chửng. Chính vì như vậy, ba nhà chúng tôi trước giờ chưa ai đụng vào ai cả. Nếu tôi đi giết Hầu Cát Tường, với tính tình của Hầu Cát Lợi, nhất định sẽ liều mạng với tôi. Vậy thì khác nào để Mảnh Hổ đăng binh, chiếm được lợi lớn chứ. Tống tiên sinh, sở dĩ lần này tôi tới tìm ông là vì tôi cho rằng ông túc trí đa mưu, nhất định sẽ nghĩ ra cách. Hy vọng ông có thể sớm cho tôi câu trả lời. Ông chủ, trăm dặm quanh đây không còn quán trọ thứ hai nào nữa. Ông bảo chúng tôi đi, chúng tôi biết đi đâu bây giờ? Đừng nhiều lời, quán trọ này là do tôi mở, tôi không muốn cho các cậu ở đây. Ông xem thế này có được không? Chúng tôi sẽ trả thêm tiền, trả giá gấp đôi tiền phòng. Cậu có đưa bao nhiêu tiền tôi cũng không cho cậu ở. Mau cút đi. Ông chủ, ông ăn nói khách sáo danh rể tôi chút đi. Ăn nói cho cẩn thận vào, có nghe rõ chưa hả? Tôi cứ nói đấy thì sao nào? Cậu có cút đi không? Anh rể Trấn Thanh Phù này không có nói lý được nữa. Tôn Nghĩa, Tôn Nghĩa, giết người rồi, giết người rồi. Tôi giết ông đấy thì sao? Cảnh sát ở đây chẳng quản việc gì hết, tôi cứ giết ông cũng bằng không. Tôn Nghĩa, chúng ta đi. Tiên sinh đợi đã. Lại làm sao nữa? Bà chủ của chúng tôi nhờ nói với hai người, đi thẳng về phía đông có một nhà thờ. Các anh đi hỏi cha xứ ở đó, nói không chừng ông ấy sẽ cho hai người ở lại đấy. Cảm ơn cậu người anh em. Có ai không? Nhất định là người quán trọ cho chúng ta rồi. Ở đây làm gì có ai đâu.
tên Ryuichi Uchiha chết tiệt đó. Được rồi, không có chỗ ở, chẳng bằng có manh mối, phải làm sao đây? Đuổi theo từ Thượng Hải tới đây, Ryuichi Uchiha đột nhiên biến mất, nhưng ở trấn Thanh Phù này lại gặp phải hai cô ả người Nhật. Có phải là trùng hợp quá rồi không? Ý anh là hai cô ả người Nhật đó là cùng một bọn với Ryuichi Uchiha? Tôi chỉ nghi ngờ thôi. Vậy thì dễ rồi, cứ bắt bọn họ lại, nghiêm hình bức cung, kiểu gì cũng khai thôi. Chúng ta không phải cướp, hơn nữa chỗ này cũng không phải Thượng Hải, không thể làm công khai như vậy được. Anh nói xem, có khi nào Ryuichi Uchiha và người đã cứu bọn họ đó đã rời khỏi đây rồi không? Hôm đó có nhiều người đi cứu hắn như vậy. Nếu là người từ bên ngoài tới, vậy thì trong trấn Thanh Phù không thể không để lại dấu vết được. Hai ngày nay tôi đã quan sát rồi, hình như trong trấn không có nhiều người từ bên ngoài tới như vậy. Tôi cho rằng hắn ta vẫn còn ở đây.